công gì mà Chúa đã chọn con và Chúa đã gọi con. Bao năm Chúa đổ hồng ân như mưa rơi thấm tươi cuộc đời, cho con vững tin nơi Ngài để niềm vui dạt dào khôn đã gọi con. Thân con cát bụi trần gian trôi qua mau với bao thăng trầm, cho con mãi luôn thắm nồng một tình yêu tuyệt diệu cao siêu. Yêu con, Chúa đã vì con nên hy sinh chết trên khổ hình, cho con chung sống vui bên Ngài. vẫn trung thành
vẫn yêu con tới muôn muôn đời. Một đời hồng ân con xin dâng khúc ca cảm tạ, lòng tràn niềm vui Chúa đã ban phúc ân tràn hoa. Xin chúc tụng Chúa ca khen danh Ngài muôn đời, xin tri ân Ngài hôm nay đến muôn muôn đời. Huyền nhiệm tình yêu hồng ân Chúa ban tràn hoa, con xin dâng trọn đời con theo Chúa không ngơi. Con thuộc về Chúa, hiến dâng trọn cuộc đời cho Chúa. Vững bước tin yêu, quyết dân thân răng gieo tin phụng vụ. Hòa chung niềm vui với hội dòng mến thánh giá chờ quán, chúng ta long trọng cử hành thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thánh hiến Ngài đã thông ban cho 6 chị tập sinh vừa hoàn thành khóa tập niên khóa 2022 đến 2024. Sau hành trình 5 tập đắm chìm trong đời sống cầu nguyện và cảm nghiệm sâu xa ơn gọi của người nữ tu mến thánh giá, qua việc thực tập mục vụ nơi các giáo xứ, hôm nay quý chị sẽ cam kết đoan hứa hiến thân phục vụ Thiên Chúa và tha nhân qua việc tuyên khấn trong hội dòng mến thánh giá chợ quán. Sum họp bên bàn tiệc thánh thể hôm nay, chúng ta cũng hiệp thông với các chị mừng kỷ niệm Kim Khánh, Ngọc Khánh và Kim Cương khấn dòng, tạ ơn Thiên Chúa về lòng thương xót và hồng ân Ngài đã ở cùng, dẫn dắt và tuôn đổ nguồn ân thánh trên hành trình thánh hiến đã qua. Ước mong quý chị em tân khấn sinh cùng quý vị mừng kỷ niệm khấn dòng hôm nay sẽ và mãi là những người quảng đại, sẵn sàng trở nên như khí cụ tình thương để Thiên Chúa toàn quyền sử dụng.
hầu thực thi chương trình cứu độ của Ngài. Xin cho những thịnh tình, những niềm vui trong thánh lễ tạ ơn hôm nay sẽ theo quý chị suốt cả cuộc đời. Xin cho quý chị biết vượt thắng mọi gian nguy để trung tín với Chúa cho đến trọn đời. Xin cho ngọn lửa nhiệt thánh nung nấu và trợ giúp quý chị để có thể dễ dàng thân thưa: lạy Chúa, này con đây. Với những tâm tình đó, xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho người con, người bạn thân thương, cũng như quý chị mừng kỷ niệm khấn dòng hôm nay, được dư tràn mọi phúc lành của Chúa và can đảm dấn thân cho lý tưởng đã chọn. Thánh lễ bắt đầu, kính mời cộng đoàn đứng cùng hướng vào lối đi chính giữa nhà nguyện để đón Đức Cha Chủ Tế, đoàn đồng tế, quý vị mừng lễ cùng các tân khấn sinh. Khó đau đến tôi, con xin dâng mọi
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Trước hết, con xin thay lời cho Đức Tổng Du Sa và giáo phận chúc mừng hội dòng, chúc mừng quý cô dâu, từ cô dâu kỷ niệm Kim Cương, Ngọc Khánh, Kim Khánh và các vị mừng lần đầu tiên nói lời tiền khẩn. Chúng ta dâng thánh lễ hôm nay tạ ơn Thiên Chúa đã gìn giữ và nâng đỡ quý bà, quý vị qua chặng đường dài trong đời dâng hiến. Xin cho các tân khấn sinh luôn quảng đại dấn thân trong ơn gọi bước theo Chúa Kitô. Và chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa vì trải qua hơn 2000 năm, giáo hội vẫn không thiếu và không bao giờ thiếu các ơn gọi quảng đại dân mình cho Chúa trong đời sống tu trì dân hiến, giám mục, linh mục, phó tế và tu sĩ nam nữ. Xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh cho chúng ta dâng thánh lễ tạ ơn Chúa này cho xứng đáng. Và đồng thời chúng ta cũng phó dâng các vị các bà ngày hôm nay mừng khấn dòng và nói lời tiên khấn trong tay Chúa, để xin Chúa gìn giữ chúc lành che chở, để xin Chúa cho các ngoại các vị được trung thành với Chúa cho đến chết. Chúng ta cũng dâng thánh lễ hiệp cùng với gia đình và hội dòng tạ ơn Chúa, và này xin Chúa ban muôn ơn phúc cho hội dòng, cho gia đình, cho tất cả những người thân yêu trong gia đình.
ông bà, cha mẹ, anh chị em, thân bằng quyến thuộc, ân nhân, thần nhân chúng ta. Và chúng ta cũng dâng thánh lễ để cầu nguyện và xin Chúa trả công bội hậu cho những ân nhân đã giúp đỡ cho hội dòng, cho gia đình, cho từng người, cách riêng cho quý bà, quý vị ngày hôm nay mừng lễ khấn và nói lời tiền khấn. Trong tâm tình ấy, giờ đây chúng ta xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm thiếu sót để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an trời thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con hồn Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chính nhờ Chúa ban ơn soi sáng, các chị em chúng con đây đã quyết tâm theo Chúa Kitô
và sống gần gũi người hơn nữa. Chúa đã dần đưa những chị em chúng con đến chặng đường hiện tại. Xin cùng ban cho họ hiến trọn cuộc đời cho Chúa mà không ngần ngại so đo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài đọc chúng ta sắp nghe sau đây thuật lại việc Chúa đã mời gọi Elia đi kêu gọi Elise và phong ông làm tiên tri. Khi nhận ra thiên ý, Elise đã mau mắn đáp lời. Kính mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Elia rằng: Elise, con ông Sa-phát, người ở A-ben-mê-hu-la, ngươi hãy sức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi. Elia ra đi tìm gặp Elise, con ông Sa-phát, đang cày ruộng với 12 cặp bò. Chính ông đang dẫn cày cặp thứ 12. Khi Elia đến trước mặt ông, thì đặt áo choàng mình trên ông. Lập tức ông bỏ bò lại và chạy theo Elia mà nói rằng: Tôi xin đi hôn cha mẹ tôi, rồi tôi theo ngài. Elia nói với ông: Ngươi đi đi, rồi trở lại, ta có làm gì ngươi đâu. Elise rời Elia, rồi bắt một đôi bò làm thịt, lấy cày làm củi đốt quay thịt cho dân ăn. Đoạn ông đi theo làm đầy tớ Elia. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúa là Thiên Chúa.
trong cơn hoạn nạn, linh hồn con vui sướng được kết liễm trong Chúa, tay Chúa luôn nhắm nhiều kẻ tôi trốn. Này Chúa là Thiên Chúa của con, Thiên Chúa của con, linh hồn con khao khao nhắm hai Ngài. Bài đọc chúng ta sắp nghe, Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu thành Roma: hãy làm đúng những gì ơn Chúa đã ban cho mỗi người. Trên hết, hãy sống thánh thiện, tiết độ, yêu thương và kính sợ Thiên Chúa, vì tất cả chúng ta tuy nhiều nhưng cũng chỉ là một trong Đức Kitô. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tôi nài xin anh em vì lượng từ bi của Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Đó là việc phượng thờ hợp lý anh em phải làm. Anh em đừng theo thói đời, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành, đẹp lòng Chúa và hoàn hảo. Vì chưng nhờ ơn Chúa ban, tôi xin nói với tất cả mọi người trong anh em rằng, anh em đừng quá tự cao tự đại, nhưng hãy tự lượng sức mình cho vừa phải, và mỗi người sống theo mức độ ơn đức tin Chúa đã ban phát cho. Bởi vì như trong một thân xác, chúng ta có nhiều chi thể, mà mỗi chi thể không cùng làm một công việc như nhau. Cũng thế, chúng ta tuy nhiều người, nhưng cũng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô và tương quan với mỗi người. Kẻ này là chi thể của người kia. Nhưng chúng ta được những ân huệ khác nhau, tùy theo ân sủng đã ban cho chúng ta. Nếu là ơn nói tiên tri, thì hãy sử dụng sao cho xứng đối với đức tin. Nếu là chức phận giúp việc, thì hãy chuyên cần giúp việc. Nếu là thầy dạy, hãy lo dạy dỗ. Nếu là kẻ khuyên bảo, hãy lo khuyên bảo. Nếu là người phân phát, hãy có lòng chân thành. Nếu là người cai quản, hãy cần mẫn. Nếu là kẻ thương giúp, hãy vui vẻ. Đức ái không được giả hình, hãy chê ghét điều ác và trìu mến điều lành. Hãy thương yêu nhau trong tình bác ái huynh đệ. Hãy nhân nhượng tôn kính nhau. Hãy siêng năng chớ biến nhát. Hãy sốt mến trong tâm thần và phụng sự Chúa. Hãy hân hoan trong niềm cậy trông, nhẫn nại trong gian truân và kiên tâm cầu nguyện. Hãy giúp đỡ các thánh khi họ thiếu thốn và ân cần tiếp khách đổ nhà. Đó là lời Chúa. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. Ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Đó là lời Chúa. Xin cộng đoàn vẫn đứng. Kính mời cộng đoàn ngồi. Kính thưa anh chị em, trước hết cùng với cha hạt trưởng, quý cha bề trên, quý cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn tham dự, gửi lời mừng đến quý ngoại và quý vị mừng kỷ niệm khấn vọng. Trong đó có một bà mừng kim cương, mặc đâu rồi, kim cương. Rồi có các ngoại thì mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh, và nhất là có các chị tân khấn sinh ngày hôm nay. Với 7 chị tiên khấn ngày hôm nay như ngày lễ ăn hỏi. Ngoài đời, lễ ăn hỏi là cột mốc quan trọng, sẽ tiến tới mối quan hệ bền chặt và cam kết dài lâu trong lễ cưới. Cũng vậy, ngày tiên khấn là ngày đặc biệt quan trọng, ghi dấu ấn không thể phai mờ trong đời tu, và sẽ tiến tới ngày lễ khấn trọn trong vài năm tới. Và trong hội dòng, người ta kỷ niệm lễ khấn dòng là kỷ niệm ngày đầu tiên nói lời tiên khấn. Hôm nay chúng con đã thân thưa lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Thay lời cho giáo hội, xin cảm ơn lòng quảng đại và lời đáp trả của chúng con trong đời sống dân hiến tu trì. Và đối với các ngoại, các bà ngày hôm nay kỷ niệm Kim Cương, Ngọc Khánh, Kim Khánh, con cũng xin thay lời cho giáo hội để cảm ơn các bà, các ngoại vì cuộc đời dấn thân trong mấy chục năm trời. Hôm nay xin gửi đến anh chị em, nhất là đối với các tân khấn sinh, 3 lời của Thánh Phaolô trong bài đọc 2 nhắn gửi như là 3 chỉ dẫn quan trọng trong đời sống tu trì. Thứ nhất, Thánh Phaolô nói: Anh em hãy hiến thân mình làm của lễ sống đồng, thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Đó là việc thờ phượng hợp lý anh em phải làm. Những lời ấy của Thánh Phaolô nhắc nhớ rằng khi bước vào đời tu, chúng con không còn thuộc về mình nữa, mà thuộc về Chúa, thuộc về giáo hội. Những đau khổ vất vả trong đời tu, những hiểu lầm thánh giá của đời dân hiến đều là của lễ dâng lên Chúa từng ngày và suốt đời. Hình ảnh các ngoại, các bà mừng lễ Kim Cương, Ngọc Khánh, Kim Khánh hôm nay nhắc chúng ta đến điều ấy.
Cuộc đời của chúng ta khi còn trẻ hay đến lúc già, khi còn làm việc hay không còn làm việc một cách cụ thể, mục vụ ở các giáo xứ nữa, vẫn là của lễ dâng lên Thiên Chúa. Khi trung tín và nhiệt tâm, cũng như khi bất tín và nguội lạnh, khi còn trẻ hay khi già cả, khi tốt lành lẫn lúc sa ngã thảm thương, lúc vui tươi hay khi đau đớn ê chề, cả khi yếu đau và cả lúc hấp hối, tất cả đều là cơ hội. Và lời mời gọi của Thánh Phaolô ngày hôm nay nói với chúng ta phải trở nên của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện nhỏ. Thánh Damien, vị tông đồ của người Cùi, dòng thánh tâm Chúa Giêsu, Ngài đã đến đảo Molokai vào lễ lá năm 1864, bắt đầu công việc vào tuần thánh. Khi bắt đầu nhìn đoàn con cái khốn khổ, bệnh phong ở trên đảo Molokai lúc ấy, có rất nhiều người bệnh phong, và Ngài đã hy sinh đến đó để ở với họ. Và khi nhìn thấy những người bệnh phong, Ngài đã xác tín thầm thỉ trong lòng: Lạy Chúa, cuộc đời con sẽ trở nên lễ dâng cho Chúa vì các anh chị em bệnh phong này. 25 năm sau, cũng vào lễ lá, Ngài đến bắt đầu nhiệm vụ vào lễ lá, và Ngài kết thúc trong cuộc đời cũng bắt đầu lễ lá, bước vào tuần thánh. Năm 1889, cha dâng hy lễ cuối cùng chỉ vì tình yêu đối với những người bệnh phong khốn khổ. Lúc gần chết, Ngài nói với những người chung quanh: Xin hãy để cho tôi nằm dưới đất trên rơm rạ như một người Cùi nghèo nhất. Và người ta đã thực hiện ước muốn của Ngài. Ngài nghèo đến nỗi tấm vải trải giường cũng không có, Ngài đem cho hết, và chỉ còn một bộ quần áo. Ngài nói: Tôi đã dâng hiến tất cả cho Thiên Chúa, tôi chết nghèo, chẳng có gì cho tôi. Sau khi Ngài lãnh các bí tích sau cùng, vị linh mục giải tội nói với Ngài: Thưa cha, ở trên trời, xin cha nhớ đến đoàn con phải mồ côi. Ngài mỉm cười nhìn chung quanh đoàn con cái, rồi Ngài nói: Nếu con có chút công phúc gì bên Chúa, con sẽ chuyển hết cho tất cả các bệnh nhân phong cùi. Và Ngài tắt thở vào ngày thứ hai tuần thánh, ngày 15 tháng 4 năm 1889. Sau 25 năm hy sinh phục vụ người Cùi, cha được phong chân phước năm 1995 bởi Đức Thánh Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị, và được tôn vinh hiển thánh ngày 21 tháng 10 năm 2009 bởi Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16. Thưa anh chị em, kể cho anh chị em nghe câu chuyện ấy để chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho quý ngoại, và nhất là cho quý vị ngày hôm nay nói lời tiên khấn, bắt đầu dâng hy lễ cuộc đời mình, và hy lễ ấy được dâng trọn vẹn mỗi ngày cho đến chết. Không có một hy lễ nào đẹp hơn thế. Ngày tiên khấn, ước gì chúng con học nơi tâm tình của cha thánh Damien, nghĩa là dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa bằng một đời sống khó nghèo, âm thầm hy sinh, thiết tha cầu nguyện, và nếu có chút công phúc gì thì chuyển cho tất cả những ai đang cần đến. Đó là lý tưởng đời tu của chúng ta. Nếu chúng ta không sống vì Chúa, nếu chúng ta không vì lợi ích các linh hồn, chúng ta không phải là một giám mục, linh mục hay tu sĩ nam nữ sống đời thánh hiến thực sự. Đó là điều đầu tiên mà Thánh Phaolô nhắn gửi chúng ta: hãy trở nên hiến lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Chúng ta không thể trở nên của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa nếu không cậy dựa vào Chúa. Điều thứ hai, Thánh Phaolô nhắc chúng ta: anh em đừng theo thói đời, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết
đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành, đẹp lòng Chúa và hoàn hảo. Đi tu không còn là sống theo thói đời thế gian này nữa, mà phải canh tân lòng trí để theo Chúa, để dần dần được Chúa biến đổi và trở nên con người hoặc là môn đệ như Chúa mong muốn. Đó là điều mà xin mời anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi. Bởi vì có những người dường như đi tu càng lâu năm mà không biến đổi bao nhiêu. Có những người đi tu mà giáo dân thương, ở với giáo dân một ngày, một tháng, vài chục năm người ta vẫn thương. Có những người ở với giáo dân mới một tháng mà người ta ngán. Thưa anh chị em, đó là điều thực sự mà Thánh Phaolô Tông Đồ mời gọi chúng ta. Nhất là cha muốn nhắc chúng con ngày lễ tiên khấn. Đừng theo thói đời nữa. Khi ngày hôm nay nói lời tiên khấn là chúng ta quyết tâm và thực sự thay đổi đời sống, canh tân lòng trí để tìm thánh ý Chúa và sống tốt lành đẹp lòng Chúa. Trong từ canh tân là bản dịch cũ, còn bản dịch nhóm các dịch kinh phục vụ dịch là cải biến. Theo tôi đã lột tả được ý nghĩa của Thánh Phaolô muốn trình bày. Cải là hoán cải đời sống, biến là biến đổi nên tốt hơn từng ngày, để nhận ra ý Chúa trong những biến cố đời thường có khi trái ý với ý mình và bình an đón nhận. Có hoán cải và biến đổi, chúng con mới cố gắng thực hiện những điều tốt lành, những gì đẹp lòng Chúa, những gì hoàn hảo. Thiếu hoán cải, đời tu sẽ thiếu lửa tông độ. Không biến đổi, đời tu sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc ấy chúng ta chỉ có vẻ bọc bên ngoài là tu nữ, nữ tu hay linh mục hay giám mục, nhưng mà bên trong lửa tông độ không còn, sống vật vờ như cây tầm gửi. Và lúc ấy lời nói của Thánh Phaolô thật là cần phải suy nghĩ. Đừng theo thói đời mà phải biến đổi canh tân lòng trí mình để biết đâu là thánh ý Chúa, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Câu thứ ba, Thánh Phaolô nhắn gửi chúng ta: đức ái không được giả hình. Hãy chê ghét điều ác và yêu mến điều lành. Hãy thương yêu nhau trong tình bác ái huynh đệ. Sống bác ái là điều kiện quan trọng nhất của đời dân hiến, là ghét điều dữ, chuộng điều lành, là thương mến nhau với tình huynh đệ, là nhiệt thành phục vụ Chúa, là vui mừng, hy vọng và kiên tâm khi gặp thử thách, là sốt sắng chuyên cần cầu nguyện. Sống đời tu trì, chúng ta được mời gọi phải sống bác ái trong từng giây phút, phải canh tân và giữ gìn miệng lưỡi mình. Đừng bao giờ nói những lời chỉ trích cay đắng, mà chỉ nói những lời xây dựng. Đừng bao giờ nghĩ xấu đến người khác, mà chỉ nghĩ những điều tốt lành đối với người khác. Đó là điều mà Thánh Phaolô nhắn gửi chúng ta, và qua Thánh Phaolô chính Chúa nhắn gửi chúng ta. Đến lát nữa đây, chúng con các tân khấn sinh đọc lời tiên khấn sẽ nói lời hứa ấy, sống bác ái thuộc về Chúa trong suốt cuộc đời mình. Chúng con hãy nhìn các bà các ngoại đã đi suốt mấy chục năm chặng đường hành trình để học bài học bác ái. Bác ái đến nỗi phải hy sinh bỏ mình. Chúng ta đang sống trong tháng 6, tháng kính trái tim Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi nhìn ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh thập giá, nhìn vào cạnh sườn Chúa bị đâm thâu, máu cùng nước chảy ra, để hiểu ý nghĩa thực sự của đời tu là hiến mình và để cho tất cả mọi sự dành cho Chúa và cho các linh hồn, không còn gì cho chúng ta được nữa. Đó là ý nghĩa thực sự của từ hủy mình ra không. Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ngài đã vâng lời cho đến chết
và chết trên thập giá. Ngày nói lời tiên khấn là ngày hứa với Chúa, con sẽ trở nên của lễ và chấp nhận được giống như Chúa bị đâm thâu cho đến chết. Các con sắp khấn hứa, các con đã quảng đại đáp trả lại tiếng Chúa mời gọi trong đời sống dâng hiến của một nữ tu khiêm hạ dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán. Khi bước theo nẻo đường tu trì, các con được mời gọi bước theo Chúa Giêsu chịu đóng đinh để sống khó nghèo, vâng phục và thanh khiết. Các con hãy nhớ, chỉ khi cậy dựa vào ân sủng và lòng thương xót Chúa, các con mới đủ sức để chu toàn lời hứa mà các con lát nữa đây sẽ công khai hứa chức trị tổng phụ trách và cộng đoàn giáo hội. Thánh Teresa hài đồng Giêsu đã ghi lại ngày tuyên khấn của mình như sau: ngày con trở thành bạn trăm năm của Chúa Giêsu thật đẹp đẽ quá. Ngày đó con dâng hiến chiếc hoa nhỏ xíu cho Chúa Giêsu hài đồng. Con tận hiến cho Chúa Giêsu để Ngài thực hiện trong con cách trọn hảo thánh ý Ngài mà không bao giờ để các tạo vật cản trở được. Hôm nay chiếc hoa tí hon nhỏ xíu được đem trồng trên hòn non Cát Minh tất phải tươi nở dưới bóng thánh giá. Lời của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu nhắc chúng ta đến một chân lý căn bản: phải chỉ dưới bóng thánh giá, đời tu của chúng con mới thực sự nở hoa ân sủng. Nếu chúng ta cậy dựa vào nơi khác, không có thể nào chúng ta đem lại hoa trái dồi dào như Chúa nói. Chỉ có dưới bóng thánh giá. Các con hãy bắt chước Thánh Teresa bằng việc hiến dâng trót cả đời mình, bằng việc kết hiệp mật thiết với Chúa và thực hiện các việc nhỏ bé âm thầm với lòng yêu mến cậy tin, thì chúng con đang làm cho đời sống của Hội Thánh thêm phong phú và nâng đỡ các hoạt động tông độ của Hội Thánh. Ngày tuyên khấn của các con hôm nay bắt nguồn sâu xa từ sự thánh hiến khi các con lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Và với ơn Chúa, các con sẽ càng ngày trở nên trọn lành nếu các con cộng tác với ơn Chúa. Hy sinh không luôn dễ, quên mình không luôn vui, trách nhiệm không luôn nhẹ. Tuy nhiên, mọi sự đều có thể thành tựu được nhờ đấng tạo thành nên mọi tình yêu. Xin cho cuộc đời chúng con là những tháng ngày vinh danh Chúa và vì phần rỗi các linh hồn. Cha và tất cả mọi người trong nhà thờ này và toàn thể giáo hội nữa cầu nguyện nhiều cho chúng con. Và chúng con cũng nhớ cầu nguyện cho cha và cho tất cả mọi người, để cho tất cả chúng ta cũng trở nên hiến lễ đẹp lòng Chúa trong cuộc đời, cố gắng sống theo thánh ý Chúa, biến đổi cuộc đời mình và sống yêu thương như Chúa mời gọi. Amen. Nghi thức tuyên khấn xướng danh. Các ứng sinh sắp tuyên khấn lần đầu được chị phụ trách xướng danh đến trình diện trước mặt Đức Giám Mục, hội dòng cùng cộng đoàn dân Chúa. Như Samuel xưa khi nghe tiếng Chúa gọi, các chị sẽ khiêm tốn xin thưa: lạy Chúa, này con đây. Trọng kính Đức Cha, kính thưa dì tổng phụ trách, con xin giới thiệu các ứng sinh hôm nay tuyên khấn lần đầu. Anne Lê Nguyễn Thanh Thủy. Lạy Chúa, này con đây. Maria Đỗ Thị Tường Vi. Lạy Chúa, này con đây. Maria Nguyễn Đình Duyên Anh. Lạy Chúa, này con đây. Lucia Nguyễn Thị Hoài My. Lạy Chúa, này con đây. Maria Trần Thị Mỹ Lệ. Lạy Chúa, này con đây. Teresa Hồ Bảo Xuân Quanh. Lạy Chúa, này con đây. Các con thân mến, các con xin Thiên Chúa và Hội Thánh điều gì? Chúng con khiêm tốn xin được tuyên khấn trong hội dòng
thẩm vấn. Đức giám mục thẩm vấn các ứng sinh sắp tuyên khấn lần đầu. Các chị sẽ công khai nói lên ước nguyện tận hiến của mình. Các con thân mến, các con đã được nước và thánh thần thánh hiến cho Thiên Chúa. Các con có muốn kết hiệp với người cách chặt chẽ hơn bằng một danh hiệu mới do việc khấn dòng không? Thưa con muốn. Để được hoàn toàn theo Chúa Kitô, các con có muốn giữ đức khiết tịnh vì nước trời, tự ý giữ đức nghèo khó và lấy đức vân phục làm của lễ dâng lên Thiên Chúa không? Thưa con muốn. Mời cộng đoàn đứng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con này xin Chúa đoái nhìn đến các nữ tỳ Chúa đây. Hôm nay khân dự các lời khuyên phúc âm trước mặt hội thánh để cố gắng bước theo con Chúa. Xin thương ban cho đời sống của các nữ tỳ Chúa đây làm vinh danh Ngài, đồng thời mưu ích cho đời sống muôn dân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mời cộng đoàn ngồi. Tuyên khấn trước sự chứng giám của Đức Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, chị Tổng phụ trách, đại diện Hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán cùng cộng đoàn dân Chúa, với lòng khiêm tốn và phó thác trong tay mẹ hội dòng, các chị sẽ công khai đọc lời cam kết và ký nhận. Lạy Chúa, đây lần đầu con dâng hiến, xin cho được trọn đời tín trung. Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con. Nhờ ơn Chúa Thánh Linh soi nhận, con tự nguyện cam kết bước theo sát dấu chân Đức Giêsu trên đường thánh giá, để hiến thân trọn vẹn cho Chúa Cha và phục vụ anh chị em đồng loại. Con là Anne Lê Nguyễn Thanh Thủy. Trước sự hiện diện của Đức Cha Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn và trong tay dì Tổng phụ trách Maria Nguyễn Thị Lệ Minh, con tuyên khấn với Thiên Chúa toàn năng, sống khiết tịnh, nghèo khó, vâng phục một năm theo hiến chương Hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán. Con tận tình phó thác đời sống con cho hội dòng này để cùng với chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá. Con là Maria Đỗ Thị Tường Vi. Trước sự hiện diện của Đức Cha Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn và trong tay dì Tổng phụ trách Maria Nguyễn Thị Lệ Minh, con tuyên khấn với Thiên Chúa toàn năng, sống khiết tịnh, nghèo khó, vâng phục một năm theo hiến chương Hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán. Con tận tình phó thác đời sống con cho hội dòng này để cùng với chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá. Con là Maria Nguyễn Đình Duyên Anh. Trước sự hiện diện của Đức Cha Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn và trong tay dì Tổng phụ trách Maria Nguyễn Thị Lệ Minh, con tuyên khấn với Thiên Chúa toàn năng, sống khiết tịnh, nghèo khó, vâng phục một năm theo hiến chương Hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán. Con tận tình phó thác đời sống con cho hội dòng này để cùng với chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá. Con là Lucia Nguyễn Thị Hoài My.
Trước sự hiện diện của Đức Cha Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn và trong tay dì Tổng phụ trách Maria Nguyễn Thị Lệ Minh, con tuyên khấn với Thiên Chúa Toàn Năng, sống khiết tịnh, nghèo khó, vân phục một năm theo hiến chương hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán. Con tận tình phó thác đời sống con cho hội dòng này, để cùng với chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá. Con là Maria Trần Thị Mỹ Lệ. Trước sự hiện diện của Đức Cha Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn và trong tay dì Tổng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Lệ Minh, con tuyên khấn với Thiên Chúa Toàn Năng, sống khiết tịnh, nghèo khó, vân phục một năm theo hiến chương hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán. Con tận tình phó thác đời sống con cho hội dòng này, để cùng với chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá. Con là Teresa Hồ Bảo Xuân Oan. Trước sự hiện diện của Đức Cha Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn và trong tay dì Tổng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Lệ Minh, con tuyên khấn với Thiên Chúa Toàn Năng, sống khiết tịnh, nghèo khó, vân phục một năm theo hiến chương hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán. Con tận tình phó thác đời sống con cho hội dòng này, để cùng với chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá. Trao khăn lúp. Đức Giám Mục làm phép và trao khăn lúp cho các tân khấn sinh. Đây là dấu chỉ của đời thánh hiến. Từ hôm nay, các chị đã thuộc trọn về Đức Kitô và hội thánh của Người. Mời cộng đoàn đứng. Lạy Chúa, xin đoái thương giăng phúc trên những khăn lúp mà các tân khấn sinh sẽ đội trên đầu, như dấu chỉ thuộc trọn về Đức Kitô. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Mời cộng đoàn ngồi.
Các con hãy nhận lấy khăn lúp này như dấu chỉ các con hoàn toàn tùng phục Chúa Kitô và hiến thân phục vụ hội thánh. Con kêu lên Chúa.
hiến chương. Đức giám mục trao hiến chương cho các tân khấn sinh. Đó chính là kim chỉ nam soi dẫn các chị trên bước đường dấn thân phục vụ. Các con hãy nhận lấy hiến chương hồi dòng bên thánh giá chờ quán để suy niệm hằng ngày và đem ra thực hành. Nếu các con giữ lệ luật thì lệ luật sẽ giữ các con và giúp các con đạt tới đức ái hoàn hảo. Nghi thức tiên khấn kết thúc. Nghi thức nhắc lại lời khấn. Kính thưa cộng đoàn, cách đây 50 năm, 60 năm và 70 năm, với ơn Chúa trợ giúp cùng bao hy sinh nguyện cầu của nhiều người, quý chị đã can đảm tuyên khấn để dứt khoát thuộc trọn về Đức Kitô chịu đóng đinh. Tiếng đáp trả ấy không chỉ bằng lời, nhưng bằng cả cuộc đời hy sinh, dấn thân và phục vụ. Hôm nay, một lần nữa, quý chị cùng nhau cất cao lời tạ ơn Chúa vì biết bao tình yêu thương và ân thánh Người đã tràn đổ trên cuộc đời quý chị. Tạ ơn vì Người đã đồng hành với quý chị suốt quãng đường dài và sẽ còn đi với quý chị đến cuối cuộc đời. Với những tâm tình đó, chị tổng phụ trách sẽ giới thiệu quý chị mừng kỷ niệm khấn dòng hôm nay. Trọng kính Đức Cha, kính thưa quý cha cùng cộng đoàn, con xin giới thiệu quý vị mừng Kim Khánh, Ngọc Khánh và Kim Cương khấn dòng hôm nay. Dì Anna Lê Thị Trắc, dì Maria Lê Thị Triều, dì Anna Võ Thị Kim Anh, dì Maria Nguyễn Thị Hải, dì Maria Nguyễn Thị Nương, dì Maria Bùi Thị Tốt, dì Maria Nguyễn Ngọc Mai, dì Isave Nguyễn Thị Đạo, dì Isave Phan Thị Tần, dì Teresa Nguyễn Thị Loan, dì Maria Huỳnh Thị Y, dì Anna Huỳnh Thị Tùng. Giờ đây, Đức Giám Mục đọc lời mời gọi, mời cộng đoàn đứng. Anh chị em thân mến, chúng ta cầu xin Thiên Chúa Cha đấng ban ý chí kiên trì cho các nữ tỳ Chúa đây hôm nay nhắc lại lời khấn trước mặt hội thánh. Kính mời cộng đoàn ngồi. Lạy Cha là Thiên Chúa cao cả tốt lành, nhờ ơn Chúa Thánh Linh soi dẫn, con tự nguyện cam kết bước theo Đức Giêsu trên đường thánh giá để cùng với Người hiến thân phụng sự Cha và phục vụ anh chị em đồng loại. Con xin hiệp thông với toàn thể chị em khấn giữ ba lời khuyên phúc âm khiết tình,
nghèo khó vân phùng theo hiến chương và nội quy hồi dòng bên thanh gia chờ quan. Nguyện xin cha chấp nhận đời con như một hiến lễ và xin giúp con trung thành với giao ước tình yêu trong Đức Giêsu Kitô chiều Đông Đinh là đôi tường duy nhất của lòng tri con. Amen. Đức Giám mục dâng lời nguyện chúc lành, mời cộng đoàn đứng. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chi Thánh, chúng con xin dâng lời cảm tạ về muôn ân lành Chúa đã đổ xuống trên các nữ tỳ của Chúa đây và luôn gìn giữ họ trong ơn gọi sống đời thánh hiến suốt hành trình 50 năm, 60 năm và 70 năm qua. Xin Chúa không ngừng tuôn đổ ân phúc và tình yêu trên các con cái Chúa để cuộc đời họ mãi mãi là lời tạ ơn qua việc tuân giữ các lời khuyên phúc âm và sống đức ái tròn hào. Xin cho tâm hồn các nữ tỳ Chúa đây luôn bừng cháy lửa tình yêu dành cho Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đôi tường duy nhất của lòng tri họ. Chúng con này xin Chúa tiếp tục gìn giữ các nữ tỳ Chúa đây trong ân sủng để cuộc sống trần thế của họ là dấu chỉ nước trời tràn đầy hoan lạc mai sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mời cộng đoàn ngồi. Lại lời khấn kết thúc. Kính mời cộng đoàn đứng cùng với Đức Giám mục dâng lời nguyện chung. Anh chị em thân mến, hòa trong niềm vui của ngày thánh hiến hôm nay, với tâm tình tri ân cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Người đã thương ban trên ơn gọi mỗi người,
Chúng ta cùng hiệp ý dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin. Thánh Phaolô nói: Hãy hân hoan trong niềm cậy trông, nhẫn nại trong gian truân và kiên tâm cầu nguyện. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha Francisco, các đức giám mục, đặc biệt Đức Cha Chủ tế và tất cả linh mục đang hiện diện, được nhiệt thành và dư tràn mọi ân lành hồn xác, để đời hiến dâng của các ngài luôn chiếu tả gương mặt của vị mục tử Giê-xu là tốt lành, nhân hậu và giàu lòng xót thương, hầu dẫn đưa mọi người đến cùng Thiên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ê-li-xê đã nói: Tôi xin đi hôn cha mẹ tôi, rồi tôi theo ngài. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa biết khao khát tìm kiếm chân lý, luôn xác tín và kiên trì bước theo Chúa. Cùng xin cho hội chồng có thêm nhiều bạn trẻ biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa, để giáo hội có thêm nhiều tông đồ nhiệt thành dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cảm tạ Chúa và ghi ơn quý bề trên, quý thân nhân, ân nhân, đặc biệt các bậc cha mẹ đã hiến dâng người con thân yêu cho Thiên Chúa. Xin Chúa chúc phúc, xin Chúa chúc lành, ban thêm đức tin và lòng quảng đại, để các ngài tiếp tục cộng tác với Chúa trong việc nâng đỡ con em mình trên bước đường dâng hiến. Cùng xin Chúa thương gìn giữ, ban muôn phúc lành cho quý bề trên, cùng tất cả chị em trong hội chồng, cũng như cho thế giới và cho đất nước chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn phụng vụ nơi đây được thấm nhuần tinh thần phúc âm, luôn vững niềm tin cậy mến. Cách riêng xin cho các tân khấn sinh và quý chị mừng lễ hôm nay biết trọn niềm tin tưởng và tháp nhập trọn vẹn vào tình yêu đấng chịu đóng đinh, được can đảm và trung tín, hầu có thêm sức mạnh để đi trọn con đường hiến dâng phục vụ. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thương chọn gọi các chị em chúng con đây vào làm việc trong vườn nhỏ của Chúa. Xin cho các chị em hôm nay đang dâng lên Chúa của lễ đầu mùa trinh trong và thanh khiết, được kiên vững trong ơn gọi thanh niên và được trung thành trong tình yêu Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, đặt trong dĩa thánh và chén thánh hôm nay là bánh trắng rượu nồng và bao cố gắng hy sinh của cuộc đời chúng con. Xin cho lễ phẩm kết hợp chúng con nên một với Đức Kitô trở thành lương thực nuôi sống cuộc đời chúng con, như ngọn nến lung linh và những đóa hoa thắm nồng. Xin cho cuộc đời chúng con luôn lan tỏa ánh sáng Đức Kitô cho mọi người xung quanh, nhờ biết sống hy sinh, dấn thân và phục vụ. Kính mời cộng đoàn ngồi. Đến vang vang điệu nhạc cung tiến, con đến tiếng dâng tình yêu, tiếng
cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận y lễ bài thánh cha để ta cùng tôn vinh nhân Chúa và mong ước cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ và lời cầu chúng con dâng lên Chúa cùng với lời tuyên khấn lần đầu của các chị em chúng con đây. Xin rộng tay giang phúc cho những hoa quả đầu tiên này, để những hoa quả sẽ thâu lượm được trong tương lai còn đẹp đẽ tốt lành hơn nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đâu. Và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người tựa đoá hoa tinh tuyền sinh ra từ lòng Đức Trinh Nữ, Người đã từng dạy chúng con rằng ai giữ lòng trong sạch thì thật có phúc. Và nếp sống của Người cũng nêu cao gương mẫu tuyệt vời về đức khiết tinh. Người vẫn mong ước làm theo thánh ý, và khi vâng lời cho đến chết vì chúng con, Người đã hiến dâng chính mình làm của lễ tòa hương thơm ngào ngạt đẹp lòng Cha. Người đã dành riêng cho mình những ai vì Cha mà từ bỏ mọi sự dưới đất để phục vụ Cha là đấng uy linh cao cả.
và người bao đám là họ sẽ tìm được kho báu trên trời. Vì thế hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng ngạc bài ca chúc tụng Cha và tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thê tưng ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu trên và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đăng hậu cần trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi tông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giáo Mục Giuse, Đức Cha Giuse Chủ Tế, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha thương đến những người chị em chúng con đã vì Cha mà từ bỏ tất cả. Xin cho các chị một niềm tin sống động để các chị tìm thấy Cha trong muôn vật muôn loài và đem hết sức mình đáp lại nhu cầu của anh chị em. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là linh hồn quý Đức Cha, quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ, cách riêng quý sơ trong hội dòng đã qua đời. Chúng con cũng nhớ đến linh hồn quý ông bà cố của quý ngoại, quý chị, cùng quý ân nhân thân nhân của hội dòng, gia đình và mỗi người mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp đồng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể tức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha cả xóm, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Y Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chi Ân Thiên Chúa, đấng xa tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chi Ân Thiên Chúa, đấng xa tôi trần gian, xin thương xót. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Về phần hiệp lễ,
xin quý cha đồng tế trước mình Thánh Chúa tại chỗ. Có 8 điểm trước mình Thánh Chúa, 4 điểm phía trước cung thánh, 2 điểm hai bên cánh nhà nguyện và 2 điểm ở cuối nhà nguyện. Tiếp sau các tân khấn sinh, xin cộng đoàn lên rước mình Thánh Chúa theo sự hướng dẫn của quý vị trong ban trật tự. Xin cảm ơn cộng đoàn. Chúa ghi vào hồn con vô ước của Ngài. Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời. Mấy cùng đàn tơ tấu lên triều mê. Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, chân chê thắng nào, chân chê thắng nào. Ấy con nhớ mẹ đang xa cha mưa, đang xa cha mưa. Cảm ơn Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mình bà mẫu thánh Đức Kitô đã đem lại cho chúng con niềm vui khôn tả. Xin ban cho chị em chúng con nhờ đó tìm được sức mạnh tinh thần để giữ trọn những gì họ đã tuyên hứa và hiến thân phục vụ với một tâm hồn thực sự tự do. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con kính mời Đức Cha Giuse, quý cha đồng tế cùng cộng đoàn an tọa. Giờ đây, chi tổng phụ trách sẽ sai mặt hội dòng có đôi lời tri ân. Trọng kính Đức Cha Giuse, giám mục phụ tá giáo phận Sài Gòn. Kính quý bề trên, quý cha hạt trưởng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố cùng cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện nơi đây. Hôm nay, hội dòng chúng con rất là vui vì được Đức Cha sẵn lòng nhận lời đến đây để dâng lễ tạ ơn, cầu nguyện cho chị em chúng con nhân dịp kỷ niệm 50 năm, 60 năm và 70 năm khấn dòng. Đồng thời chứng giám chị em chúng con bước lên tuyên khấn lần đầu và nhắc lại lời khấn với Chúa. Con xin thay lời cho chị em trong hội dòng, đặc biệt là quý chị em tiên khấn và quý dì mừng lễ hôm nay hết lòng tri ân Đức Cha. Chúng con xin khắc ghi những lời Đức Cha chia sẻ trong bài giảng hôm nay rất là ý nghĩa, rất là sâu sắc. Xin Chúa chúc phúc và ban muôn ân lành cho Đức Cha. Và với những cánh hoa tươi thắm này, hội dòng chúng con xin dâng lên Đức Cha tâm tình mến yêu và lời tạ ơn chân thành nhất của chúng con. Kính thưa quý bề trên, quý cha hạt trưởng, quý tu sĩ nam nữ, sự hiện diện của quý vị trong thánh lễ hôm nay diễn tả lòng yêu mến, sự trân quý và nâng đỡ của quý vị đối với chị em chúng con trong suốt hành trình đã qua. Và hôm nay, quý vị đã hy sinh thời gian đến đây để dâng lễ và hiệp thông cầu nguyện cho chị em chúng con trong ngày trọng đại này. Chúng con xin hết lòng ghi ơn. Kính thưa quý ông bà cố của các tân khấn sinh, quý thân nhân và ân nhân của quý dì mừng lễ, hôm nay là ngày vui của hội dòng, chắc hẳn cũng là ngày vui của ông bà cố và gia đình thân hữu. Quý ông bà cố đã quảng đại hy sinh, tận hiến những người con yêu thương cho Thiên Chúa, như là của lễ để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người qua linh đạo và sứ mạng dòng mến thánh giá. Xin tiếp tục cầu nguyện, yêu thương, nâng đỡ và khích lệ để chị em chúng con luôn trung tín trong ơn gọi, nhiệt thành và can đảm bước đi theo Chúa cho đến trọn đời. Chúng con cũng xin cảm ơn đến cha chưởng nghi, quý thầy giúp lễ dòng Đa Minh, ban truyền thông, ban âm thanh và tất cả chị em lớn nhỏ trong nhà đã hiệp thông chung tay với ban tổ chức, hy sinh tận tụy chuẩn bị trong những ngày qua. Nhờ đó, thánh lễ tạ ơn hôm nay được diễn ra thật trang nghiêm sốt sắng. Xin Chúa chúc lành cho sự hy sinh của tất cả. Một lần nữa, hội dòng chúng con hết lòng cảm ơn Đức Cha, quý cha và cộng đoàn. Kính chúc Đức Cha và quý vị sức khỏe, niềm vui và bình an trong mỗi phận vụ của mình.
xin Chúa ban muôn phúc ân cho sự quảng đại của quý vị. Chúng con kính xin Đức Cha và cộng đoàn tiếp tục nâng đỡ, cầu nguyện cho các tân khấn sinh và quý vị mừng lễ, để chị em chúng con luôn sống đúng với căn tính của mình, can đảm, trung tín trong hành trình theo Chúa qua linh đạo mến thánh giá. Sau thánh lễ, chúng con kính mời Đức Cha, quý cha và tất cả quan khách nán lại nhín chút thời gian để dùng bữa trưa chung vui với hội dòng chúng con. Chúng con thành kính cảm ơn. Chúng con kính mời Đức Cha có đôi lời với cộng đoàn. Con kính mời quý bà, quý vị ngồi. Bây giờ trong giây phút này, trước hết xin con dâng bó hoa trên bàn thờ Đức Mẹ để thay lời cho tất cả mọi người trong chúng ta đang ngồi trong nhà thờ, cũng như gia đình chúng ta, những người thân yêu trong gia đình, nhất là quý ngoại, quý bà, và chúng con mới tiên khấn dâng trên bàn thờ Đức Mẹ để xin Đức Mẹ gìn giữ chở che, chúc lành cho chúng ta. Và cũng thay lời cho quý cha và toàn thể cộng đoàn có đôi lời thơ để mừng các cô dâu hôm nay về nhà chồng và kỷ niệm ngày cưới, nên thành ra hôm nay mừng tất cả mọi người. Trước hết là các chúng con tiên khấn đã mừng sáu gì hôm nay tiên khấn. Nào xuân oanh thanh thủy hoài mi, làm môn đệ xúa xá chi, duyên anh mỹ lệ tường vi theo cùng. Cả sáu người dứt tình bén gót, cùng theo Chúa sống đời thiện lương. Bảy đóa hoa hồng thơm ngát hương của lễ dân Chúa tình thương ngập tràn. Cho một tràng pháo tay chúc mừng sáu chị. Bây giờ có bốn bà mừng Ngân Khánh, mừng Kim Khánh, con cũng có mấy lời thơ, ngồi lẩn thẩn làm thơ. Nay có bốn ngoại, nay có bốn bà mừng Kim Khánh. Bà đầu tiên thị trắc dịu dàng, mùa đông đã hết xuân sang. Bà Nguyễn Thị Hải lại càng thêm xinh. Một bà khác hết tình theo Chúa, Võ Kim Anh đoan hứa trung kiên. Thị Triều trông thật là duyên, bốn đóa hoa đẹp có tiền cũng khó mua. Rồi bây giờ tới các bà Ngọc Khánh 60 năm. Bảy bà Ngọc Khánh 60 năm, theo Chúa lâu rồi chắc mỏi chân. Có người xe lăn, người chống gậy. Ngọc Mai thị đạo rồi thị tần, thị y thị nương rồi thị tốt. Móm mém cười vui răng rụng răng, đến ngoại thị loan là rốt hết. Cộng đoàn mừng chúc cười rần rần. Dạ hết rồi phải không cơ? Còn cúp vàng hôm nay ngoại thị tùng, mừng Kim Cương Khánh vẫn còn sung. Đội hoa cầm nến như thiếu nữ, như ngày e thẹn về nhà chồng. Chúc ngoại sống vui đời theo Chúa, chỉ ước trung thành vẹn ước mong. Cộng đoàn chúc mừng bằng tràng pháo, mấy cháu thích chí nhảy tưng tưng. Một lần nữa con xin thay lời cho giáo hội, thay lời cho đấng bản quyền giáo phận Đức Tổng Du Sa để chúc mừng hội dòng, chúc mừng quý ngoại, quý bà, chúc mừng chúng con nhân dịp tiên khấn và kỷ niệm khấn dòng, cũng như chúc mừng gia đình ông bà cố, và đồng thời cũng nói lời cảm ơn hội dòng, cảm ơn gia đình đã quảng đại dâng con cho Chúa, và đồng thời hội dòng đã khó nhọc đào tạo và huấn luyện cho đến ngày hôm nay. Xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ ban muôn ơn phúc cho tất cả chúng ta. Giờ đây kính mời mọi người chúng ta lãnh nhận phép lành của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em.
hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Thiên Chúa đã soi sáng cho chị em biết thiết tha mong mỏi đời sống trọn lành. Xin Người làm cho chị em được bền chỉ kiên tâm để trung thành dư vâng những điều đã tuyên khấn. Chị em đã chọn con đường hẹp, xin Thiên Chúa giúp chị em vững bước trên con đường ấy, vừa hoan hỷ theo chân Đức Kitô, vừa cùng nhau gánh vác cuộc đời. Xin Thiên Chúa nhân từ liên kết chị em thành một gia đình được thanh danh quy tụ, để cộng đoàn chị em phản ánh tình thương của Đức Kitô. Còn tất cả anh chị em tham dự thánh lễ này, xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Để xong chúc anh chị em đi bình an. Sau bài hát kết lễ, chúng con kính mời Đức Cha, Quý Cha đi theo đoàn rước ra thay phẩm phục ở phòng tiếp tân. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hội dòng chúng con kính mời quý khách cùng nhanh chân tiến về bàn tiệc của quý vị. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
lạy Chúa, con yêu mến Thánh Giá vì là phương tiện Chúa cứu con và loài người phạm bao tội lỗi, tỏ bày tình Chúa thương vô biên. Cho con không trốn chạy Thánh Giá, chẳng kiếm tìm cụ xa chốn nào, lại không gây khổ cho người khác, nhưng biết cách vui nhận khổ đau. Lạy Chúa, con yêu mến Thánh Giá vì là phương tiện Chúa cứu con và loài người phạm bao tội lỗi, tỏ bày tình Chúa thương vô biên. Xin cho con biết chìm đến Chúa để vững dạ cùng Chúa bước đi, dù cho đau khổ có đau chẳng xa, bên Chúa bước đi chẳng sợ chi. Chúa cứu con và loài người phạm bao tội lỗi, tỏ bày tình Chúa thương vô biên. Xin cho con hiểu được Thánh Giá, nhận lãnh mà lòng chi sẵn sàng, ngày đêm thông hiểm trong tình Chúa, dâng chút khổ đau đến tội con. Lạy Chúa, con yêu mến Thánh Giá vì là phương tiện Chúa cứu con và loài người phạm bao tội lỗi, tỏ bày tình Chúa vô biên. Vinh quang luôn đến từ khổ đau, chẳng lối nào là lối ngắn hơn, dù bao gai nhọn hay bão tố, theo Chúa bước đi trọn đời con. Vì là phương tiện Chúa cứu con và loài người phạm bao tội lỗi, tỏ bày tình Chúa thương vô biên. Và loài người phạm bao tội lỗi, tỏ bày tình Chúa thương. Xin chúc tụng Chúa ca khen danh Ngài
muôn nơi. Xin tri ân Ngài hôm nay đến muôn muôn đời. Từng ngày ngày qua bàn tay Chúa dẫn đưa con qua bao thăng trầm hiểm nguy, Chúa đỡ nâng con. Chúa hiểu lòng con đã bao lần phản bội giao ước, Chúa vẫn trung thành, vẫn yêu con tới muôn muôn đời. Một đời hồng ân con xin dâng khúc ca cảm tạ, lòng tràn niềm vui Chúa đã ban phúc ân tràn hoa. Xin chúc tụng Chúa ca khen danh Ngài muôn nơi. Xin tri ân Ngài hôm nay đến muôn muôn đời. Huyền nhiệm tình yêu hồng ân Chúa ban tràn hoa, con xin dâng trọn đời con theo Chúa không ngơi. Con thuộc về Chúa, hiến dâng trọn cuộc đời cho Chúa. Vững bước tin yêu, quyết dân thân răng gieo tin mừng.